Hi, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với kênh Nghĩa Miền Tây, lại là mình đây. Thì sau khi mà đi coi bắn pháo hoa xong rồi cái mình đi chùa, cái mình ghé công viên Bến Tre chơi nè mấy bạn. Mình thức sáng đêm luôn. Đây là công viên Bến Tre, mé dưới công viên Đồng Khởi một xíu mấy bạn ha. Thì mình thấy là đa số là các bạn trẻ ghé lại đây check in và chụp hình rất là nhiều ha. Thì mình cũng theo trào lưu luôn, cái mình ghé mình chụp hình luôn, xin lỗi mình quay phim luôn. Không gian cái công viên này khá là rộng rộng lắm, và người ta trang trí đẹp lắm mấy bạn, để mà mình chụp hình đó. Có linh vật mèo nữa, đa số là nếu mà mấy bạn có đi ngang đây á thì mấy bạn có thể ghé để mình check in và chụp hình cho vui ha. Rồi thì mình dẫn cho mấy bạn đi tham quan một xíu vòng công viên Bến Tre nha. Đối diện với công viên Bến Tre là công viên Trần Văn Ơn đó mấy bạn. Còn mé trên nữa, mình chạy lên xíu khoảng 3 phút nữa, không tới nữa, là công viên Đồng Khởi hồi xưa ha. Còn đây là công viên mới, tên là công viên Bến Tre nha các bạn. Như các bạn này cũng đang chụp hình rồi các bạn ha. Rồi thì mình dẫn cho mấy bạn đi xem một vòng công viên Bến Tre chơi ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này của mình đến thời điểm này nha. Chúc các bạn luôn vui vẻ hạnh phúc ha. Xin chào và hẹn gặp lại ở video sau nha.